Hường đang đứng sẵn luôn mọi người ơi. Trời ơi, mặc bộ đồ đen luôn nha. Cái này rồi, bây giờ mới nhận. Trời ơi, Cát Tường đó. Bây giờ mới nhận ở trên. Ủa, em chào chị Cát Tường. Ui, bà Giang đâu? Bà Giang đi. Phải chia hai xe, đông quá. Phải chia hai xe. Em ở nhà của ai vậy? Trời ơi, Tường ơi, em quay cái vlog với chị. Hello, đã vlog hoài luôn hả? Thì đó, bây giờ là mới tới 4 YouTube luôn á nha. Bữa nay bà Dung, bà Dung với bà Giang là tôi đã cười. Có bào YouTube gì không? Có rồi, xong luôn rồi. Bữa giờ qua đây đâu có bào. À, Dung thì chưa bào, hôm nay mới nay làm nè. Em mệt, em nói ở làm Việt Nam cực quá à. Qua đây đi chơi. Em đi mua sắm em cũng có giờ em bào đâu. Ừ, em cũng, mà em cũng chưa mua sắm được gì đây đây. Rồi sao con gái tôi gọi rồi. Rồi, nghe đi. Anh ơi, bây giờ em quên luôn. Hello con. Phát hiện ra là tới 4 YouTube gặp nhau luôn. Ủa, nó qua một tuần rồi. Giờ mẹ đi thắp. Ủa vậy hả? Chị Nhung. Ủa? Chị với cô Dung, cô Chú Nga, cô Lê Giang. Chúng qua bằng tao rồi. Ừ. Ờ, vậy mà không ai gặp ai được luôn đó. Ủa vậy? Bên này là vậy đó. Bạn bè kia cũng vậy. Mặt giờ chị biết. Có qua YouTube không? Trời ơi, con gái Cát Tường giờ cũng làm YouTube luôn. Ôi mọi người. Quay được clip nào chưa? Sao chưa thấy đăng gì? Trời ơi, dễ sợ, bà má nhắc nhở giống như học bài vậy đó. Đăng YouTube chưa? Đăng chắc kiếm tiền. Mấy là được mấy clip rồi. Đó rồi. Nghe bà má không? Trời, giống như bà Thúy Nga. Con học bài chưa? Con Cát nhà em bây giờ, mẹ con muốn làm YouTuber đó, mày học đó mày. YouTube cái gì? Mấy ngày nữa mới về. Đang đâu? Bà Cát bây giờ cũng mẹ con muốn làm YouTube. Nói chung là mọi người ơi, tụi em sắp tới chùa của Phi Nhung, chỗ Phi Nhung rồi. Nhưng mà nãy giờ đi trên xe có cuộc hội thoại của mẹ con Cát Tường, em thích quá, mẹ muốn ghi khoảnh khắc được. Ngưỡng mộ quá. Em ngưỡng mộ quá mọi người. Bà má thì hỏi sao rồi, con có bạn trai chưa? Chứ má qua Mỹ là trai nhiều lắm rồi đó. Rồi đó là bây giờ cái thằng đó mẹ làm mai cho con chịu không? Mày chịu đi chứ không là ba nó đòi lấy tao đó, tao mệt lắm rồi. Thôi bây giờ mình nghiêm túc lại đi mọi người ơi. Chắc nãy giờ tôi nghe câu chuyện của bà Cát Tường, tôi cười muốn bệnh luôn. Ngoài á, ngoài Cát Tường làm cái nghề mà MC gọi là ông mai bà mối trên Bạn Muốn Hẹn Hò thì là em phát hiện ngoài đời bà Cát Tường bà hẹn hò cho con bà rất là khá nhiều nha quý vị. Bà có phone cho Cát Tường chưa bà nội? Chưa luôn hả? Là cũng làm mai cho con khá nhiều tráng sĩ đẹp trai, mà nghe nói là giới thiệu cao 1m7 1m8 luôn, mà con thì vẫn chưa chịu, mà má nói là thôi con lại má lại con lấy thằng đó đi chứ để ba nó có đòi cưới má mà ngại quá. Trời ơi, những cái khoảnh khắc đó nó vui quá mà Thúy Nga không có kịp quay YouTube mọi người, họ tính không quay nhưng mà thuật lại không kể chuyện. Hai má con nói chuyện rất là đời, giống như hai người bạn vậy đó, rất là dễ thương. Vụ này là em phải sau này em sẽ hướng dẫn cho chị Nguyệt Cát nữa, giống như là coi con như bạn vậy đó. Bữa giờ chơi được tuần chứ ta, con đi tuần nào hơn. Được chưa, quay cái gì chưa, mày nhắc nhở con quay nữa ha. Trong khi Thúy Nga có con gái mà giờ con gái nó mẹ mai mốt con làm YouTube giống mẹ nha. Thôi con có được làm, con phải học đi, mẹ còn nhỏ quá, người khác còn nhỏ quá quý vị. Con nhà tông hả, không giống lông cũng giống cánh ha. Kiểu gì cũng làm nghệ thuật hết. Con bé này có làm nghệ thuật đâu, nó về nghỉ dịch mà má nó dạy làm YouTube luôn đó. Sao đẹp bây giờ đi xin học đi. Sắp tới chỗ Phi Nhung rồi nè. Mới đi ngang qua nhà Phi Nhung luôn đó chị Dung. Ủa vậy hả? Ừ, đó, cái nhà đó đó, em. Ôi, quên. Ai ở? Con gái chị Phi Nhung ở đó. Mọi người ơi, mình tới chùa rồi nha. Ủa? Lê Giang chưa tới luôn nè. Chứng tỏ Lê Giang chạy chậm. Chị quẹo lên lề luôn á, chị thôi. Đây á hả? Chị không, chị trên đây nè, chị lên. Ôi, Lê Giang tới rồi, Lê Giang bên cạnh. Chúng ta tới tỉnh xá Giác An chỗ Phi Nhung mọi người ơi. Có chị, mình lấy trái cây luôn chị. Mình lấy trái cây luôn nha.
được. Không, cái đó mới nãy là mình để anh Chí Tài rồi, bây giờ mình mang vô chùa cái khác. Con tới lâu chưa? Ôi, sao vậy? Sao? Biết rồi. Biết mà. Ủa, chùa đóng cửa hả? Gọi, mình gọi cho thầy. Vậy hả? Bấm bấm quá trời luôn hả? Để mình phá cửa xong vào hả? Không, có quý thầy trong này mà. tới bốn youtuber nữ tới chùa luôn, thì có động trời thì có chứ. Dạ. Mình đi đâu đây? Mình đi cúng viếng. Không phải mình đi quay YouTube. Không có đi quay YouTube. Cúng viếng sao là YouTube? Ủa chị Thoa, chị quay luôn hả chị Thoa? Ủa chị làm gì quay? À chị Thoa quay giùm cho Dung. Chị cũng tính thế đó mà không có cơ hội. Tâm quay luôn anh Tâm, tạo kênh ngay tại bây giờ luôn anh Tâm cho nó. Dẹp cái này rồi mình đi vô cúng viếng rồi hôm nay. Rồi bấm chuông cho nghe. Em bấm quá trời mà chùa không chịu mở cửa, chắc biết mình vô qua YouTube chứ sao được. Ủa nó có thông báo gì Dung ơi? À, thông báo gì vậy? Không dính líu hả chị? Không dính líu. Em tưởng nó không cho vô thông báo. Không. Ờ đứng ra đi để em ra cổng sau chùa em gọi cho thầy. Trời muốn chết luôn, trời ơi trời. Nha. Đi vô đi kiếm. Giác An Tịnh Xá nè. Đi vô đây kiếm nè. Ô, trong đây có nhiều tượng quá vậy. Thì đó, bởi vậy. Hello. Trời ơi, cái thông báo lại vậy. Hello. Có ai ở nhà không? Muốn chết luôn vậy đó trời. Ở đây có người nè. Thầy ơi. A Di Đà Phật, thầy ơi. Tụi con tới viếng thăm Phi Nhung. Thầy mở cửa cho tụi con vô thầy. Có bốn người. Trời ơi, ta nói mà đứng giọng chuông mà muốn phá banh cái chùa luôn mà cũng không ai mở cửa hết trơn vậy. Dạ. Ôi thầy ơi thầy. Đó, thầy phải đi luồn cửa sau nè. Đó, thầy mở cửa đi thầy. Coi như 8.000 người đang đứng đợi trước đó thầy. Trời, Phi Nhung ơi Phi Nhung, bà chuẩn bị nè, có cắt tường nè ha. Dạ. Với lại Lê Giang tới nè. Dạ em thỉnh mấy chị vô. Dạ mấy chị vô đi chị. Em mới vô em nói thầy rồi. Mấy chị vô đi mấy chị ơi. Con gái của mẹ nha. Vui hát với bà con gái của mẹ nha. Hát nữa hả anh Giang? Tôi tới đây từ Việt Nam, tôi qua đây. Trước khi tôi về Việt Nam, tôi có nói với lại mọi người là tôi muốn tới thăm bà, là với lại má Ngọc Đá, với lại vừa rồi là thăm anh Chí Tài luôn. Bây giờ hôm nay tôi tới đây rồi, tôi hát cho bà nghe nha. Con gái của mẹ tôi với bà hát á. Thấy con nên việc thức gia mà lòng già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm con khó nhọc, mẹ vừa thương vừa sợ trong lòng. Không biết rồi đấy con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã từng làm dấu nên mẹ hiểu. Cay đắng trăm bề nước mắt chan con. Nếu mẹ chồng con có quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông. Đi đứng quăng tay nỗi nắng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con nó mai mía nặng lời. Mẹ ơi, gái lớn lên là phải theo chồng, con cũng biết vậy nhưng sao trong lòng còn nhiều lo sợ.
mười mấy năm sống em đệm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân yêu, về sống bên những kẻ lạ người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ, cực khổ gian lao đến đâu con cũng gắng chịu, nhưng biết làm sao những mai rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi đừng gạt con xa, chim kêu dựng hú biết nhà má đâu. Trời wow. Ơi Dung ơi, con hát mà có nghe không Dung? Trời quá hay luôn nha, xuất sắc luôn, nổi da gà luôn á. Da gà mẹ nổi da gà luôn. Dạ, thầy ơi, dạ tụi con thấy chùa hơi ồn ào á, dạ, thầy không sao thầy má. Mẹ nhan nhan nè. Rồi, cảm ơn. Thôi dùng nhan kia cho thơm kìa. Dạ. Hôm nay là nè, Lê Giang nè, Cát Tường, Thúy Nga, chị Phương Dung nè. Nguyễn Tâm nè, cảm ơn mẹ, chị Thoa nè, mẹ của Lê Giang, một cầm một mẹ của Lê Giang chạy vô thấy được thì được ở Việt Nam qua, còn chị Phương Dung với lại Cát Tường cũng ở từ Việt Nam qua đến đây để Việt Nam qua không á. Chị rớt xuống đó thì chị không, chị không rớt. Không, Dung rớt xuống, đúng không? Chị thì mình nói xong rồi chị rớt xuống. Trời ơi, Dung mới sinh đạo đó. Dung ơi, chị là bà đang nghe tôi nói phải không Dung? Con hạt rớt xuống nè. Con hạt rớt xuống. Trời ơi, con hạt rớt xuống chị ơi. Con hạt treo băng dây mà đứt dây luôn á hả? Không, để xuống sẵn. Dạ. Đúng rồi, quá trời nè. Đó, quá trời đó. Ủa, chị lớn hơn hả chị Giang? Chị Giang lớn hơn chị tuổi. Sao lớn hơn mày? Chị bà. Bạn già. Mà Nhung á, ai mà cũng xưng bà với bạn hết á. Tôi cũng nhỏ tuổi Nhung nè, nhưng mà Nhung cũng kêu tôi bà mà. Bạn nghe. Tại vì đó, thì trong nghề nè, bạn già. Trong nghề. Có chụp hình nè, chụp đây bạn già, tới thăm bạn già. Ha. Ủa, có ai tặng cho Phi Nhung cái này không? Tặng mọi người rồi. Wow, cái micro nè, có tên Phi Nhung nè. Forever love. Bây giờ mình chụp hình đi. Cưng ha. Mình cũng có duyên lắm ha, mình có duyên lắm. Bốn đứa mình cùng tới đây thăm Phi Nhung. Không, thật ra thì nghệ sĩ á, mà thăm đó. từng người thì nhiều rồi. Nhưng mà để mà gọi là ba chị em mình với Nga ở đây, bốn người tới là tự nhiên đặc biệt. Ở đây là tuần nào cũng các thầy cũng vẫn tụng kinh với lại làm lễ cuối tuần. Cái này cái hũ cốt của Phi Nhung vẫn ở đây à. Không, mấy người có nói đem về nhà. Nam người về đây cũng yên nghỉ. Ở đây yên tĩnh. Lúc con qua cho ai? Cái này là mẹ đó hả? Cho mẹ. Đủ rồi con, giờ chụp hình đi con. Chụp hình đi con. Để chị lấy cái chặt rồi. Bây giờ tụi em đã tới tới đây nè, Nhung có chị Lê Giang, chị Cát Tường nè, chị Phương Dung nè. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã. Tường, sao bạn hát bài? Ôi, em hát cái gì trời. Hát cái gì đi, bà thấy không? Mới nãy chỗ anh Tài á, tụi tôi tấu hài thì bà chưa có về kịp. Nhưng mà bây giờ đó, bà về kịp rồi là giống như cũng ông tổ ca hát đó, hiểu không? Bà hát đi, Lê Giang mới ca bản. Ôi, dễ thương quá ha. Giờ mới thấy nè. Chị Tường hát là rớt xuống hai con hạt. Thôi, em sợ lắm. Ê, cái này là những con hạt mới nãy là nó rớt từ trên xuống Giang ơi. Không, cái con này nó đậu sẵn ở đây. Đậu sẵn rồi. Ba này ba đậu sẵn rồi, tôi tưởng là ba rớt từ trên xuống. Tôi mới nói, ủa sao ngộ vậy? Chụp hình đi, bây giờ đứng vô chụp nè. Chụp hình nè. Cười phải không? Cười. Cười tươi quá. Chụp có
tâm vô luôn anh Tâm. Nhờ nó chụp cho. Bà ngoại vô luôn, bà ngoại. Mẹ vô luôn mẹ. Ủa sao nó không tắt, không biết tắt. Tắt cái gì bà ngoại? Trời ơi bà ngoại không biết xài phone hả? Trời gì mà cũng hai ba cái phone xịn luôn á chứ. Đâu nè, của Tâm Thành. À vậy hả? Vậy hả? Thấy hết không? Thấy hết không? Cảm ơn chị Hoa chụp giùm em luôn á chị Hoa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được con, ổn không con? Thấy hết người không con? Mà cái chụp được không mà thấy mày. Mà căng thẳng thấy vậy mà mày cười tôi nó ngờ quá. Để nó cứ chụp hình thì chụp chị như đó thôi nha chị ơi. Chụp kiểu đi, okay tôi đi đây. Đó, tới cười vui một chút. Đó chị Giang hát cho chị nghe rồi. Ok em vậy. Nói chung là hôm nay là em về em hát hết nổi rồi chị ơi, em tắt tiếng rồi. Nếu mà chị thương em á, chị thương em á, chị cho cái giọng em nó thanh lên lại nha. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Không mà nói bản quyền chứ nào có nhạc vậy. Tại chị Dung người hỏi tao, tao hỏi mày chứ tao giọng em nó không có dính bản quyền. Đừng nói bà nói vậy, đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Bà Dung, bà Dung chị Dung, trời ơi cái gì tôi hỏi bà Dung, bà Dung trả lời. Chị đó em xin lỗi chị, em muốn nghiêm túc hát kiểu rưng rưng nước mắt em tặng chị, nhưng mà bà Lê Gia vẫn không để cho em hát được, nó cũng đổi thừa nữa. Bà Dung thôi bây giờ tụi tôi tới đây là để cho bà Dung đó, thấy không? Thôi hết văn. Thăm trí tài, thăm Thiên Dung là tụi mình vui hết, vui, không có buồn gì hết. Trời ơi, các tường nó đang hát cảm xúc muốn chết luôn á, bà Giang bà đâm vô. Bà tôi muốn cười. À, có dính bằng miệng không? Sao không? Ông mà tôi kết cái câu bắt đầu tiếp á, đừng nói nữa Giang ơi, sao đừng nói nữa làm gì? Mới nãy đó, cái đoạn mà chị nói quá đó. Đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đôi ta là em với chị á hả? Trời ơi. Rồi đi nè. Cái kết là tôi đi nha bà. Nổi tiếng mà. Tôi tới đây mấy chị em tới đây thăm bà. Năm đứa mình đều nổi tiếng mà, năm đứa mình đều nổi tiếng mà. Tôi nói hai ngày bữa nay thăm hai nghệ sĩ nổi tiếng nữa. Nghệ sĩ Chí Tài. Năm đứa mình đây là Ngũ Long công chúa nè. Chị Ngũ Long công chúa nè. Không, đây là những người phụ nữ xinh đẹp hiền lành nhất Việt Nam. Không? Những người phụ nữ chưa chồng. Độc thân mà còn hiền đó. Tính tình đầm thắm nữa, giản dị. Những người phụ nữ xinh gồm mâm. Đó, lượt tôi đi. Chị nói câu đó em không chịu. Chị nói sao? Mình xin... là em nói là Ngũ Long công chúa, em với nhà với Phương Dung với chị với chị nói xinh gồm mâm là bà Phương Dung bả buồn á, bả mâm cái gì, bả mâm, bả mâm cái gì? Đúng rồi, chuyện bả mâm ai? Chị cũng xinh gồm mâm. Chị cũng xinh gồm mâm mà. Ủa em nói gì kỳ các tụi. Em xin lỗi chị. Xinh gồm mâm. Nhưng mà Nhung ơi Nhung, bây giờ bà vui không? Chứ tôi thấy mặt bà vui rồi đó. Bà trả lời vui là bà chạy. Bà trả lời vui là bà chạy đó. Nhung ơi bà vui nha Nhung. Hôm nay là toàn là nữ quái tới không á. Đó bà lúc nào cũng bạn già nè. Bữa nay bạn già qua tới Mỹ thăm bà luôn đó thấy chưa. Lần sau là tôi trở lại Mỹ là tôi cũng tới tôi thăm bà nữa nha. Giờ tôi đi về nha. Tạm biệt chị nha. Tạm biệt chị yêu. Tạm biệt chị Nhung nha. Tạm biệt nha bà. Tạm biệt. Chị cô đâu nhau mà. Gặp chị tập một mình chị đi. Không, không, không. Tôi coi hình có chưa. Kiểm tra hình đi. Coi có hình không. Nghe tỉnh sáng giác an nha mọi người. Nay tới cũng xế chiều rồi. Chùa đóng cửa luôn. Ừ, chùa đẹp ha. Tỉnh xá rất là dạ. À, thì đó bữa hôm tỉnh xá cũng quyên góp được tiền để mà xây một cái trường học và dạy tiếng Việt đó. Các fan Phi Nhung cũng gửi về đây nè. Xe. Bây giờ đi qua bên Điều Ngự luôn nha. Điều Ngự ở đâu vậy? Điều Ngự gần đây luôn. Ủa
Điều ngự xong rồi mình đi ra biển luôn. Ra biển làm chi? Đi về má đi. Không nói Phương ơi. Đang nói chuyện gì hả? Trời ơi Giang ơi. Cười đâu. Mày nói cái gì vậy? Đi ra biển ăn tối má ơi. Ờ thì sao tại mày nhấn cái chữ ra biển là tao thấy nó lạ lạ. Thì cái câu đó thì nó mắc cười thì à, mình đem đi chị, tại mặt bằng đời nó chật quá rồi. Trời ơi, nó là mình qua Tâm Phi Nhung xong tụi mình kéo nhau ra biển mà bà Giang bắt cười. Nhung ơi Nhung, thôi tôi đi nha Nhung. Thì nghe đi nha Nhung ơi. Trời hôm nay ghé thăm Phi Nhung mà hả, thiệt tình luôn. Một cái khung cảnh coi là rất là mắc cười của các nghệ sĩ rồi đến thăm Nhung mà hả. Nhung vui nha Nhung, tụi tôi tới đây là Nhung phải vui nha Nhung ơi. Bye bye Phi Nhung. Thúy Nga bây giờ sẽ cùng với mọi người đi qua bên chùa Điều Ngự thắp nhang cho nhà thiết kế áo dài Tường Khuê. Thúy Nga ơi bây giờ mày hát rồi cái mấy ngày. Nhóm Thúy Nga với lại chị Phương Dung với Cát Tường với chị Lê Giang sẽ đi qua chùa Điều Ngự. Không chị chạy vô cổng bên trong á. Dạ 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 chị chạy cổng bên không chị chạy đây á hả? Dạ dạ đúng rồi luôn hả? Đúng rồi. You sure? Yes. Ok. Chị đâu bao giờ nói tiếng Anh được chưa nha? Cũng sơ sơ á nhưng mà vẫn thua chị Giang. Đây mọi người ơi. Chùa lớn quá ha. Chùa Đường Ngự xưa này là chính nghệ giao thừa đồ này. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đi qua đây này chị có đi thành chị Dung cũng biết luôn đó. Nghe cái cửa ra con móm không dỗ lại. Tại vì con nể vậy chứ đi buộc đời luôn. Nó đi buộc đời. Con muốn quá buộc đời luôn. Con chùa này cúng ai cũng dạ, mình cúng, mình thắp nhang cho Tường Khuê. À, em trai của chị ca sĩ Như Quỳnh á. Mới bị mất. Dạ, tụi con cũng tranh thủ tại vì là Tường Khuê mới mất đây à. Bà ngoại cầm giùm con đi. Đây, ê, Cát Tường đây. Phi công quá à. Cát Tường đây sao bà kính đáo một cách mà nội. Mà đẹp. Lạnh hả? Đẹp mà. Đẹp. Nói chung là đây nè, đây là mọi đẹp. Người đây ba YouTube nè, Phương Dung YouTube, Lê Giang YouTube, Cát Tường YouTube, Thúy Nga YouTube luôn. Đây, bây giờ là đang tới chùa nha. Tới chùa. Khuê ơi Khuê, mọi người tới thăm Khuê nha. Tường Khuê ơi, sorry Tường Khuê bữa hôm nay đi show không có biết thăm Tường Khuê được. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, còn trẻ mà. 72 à? Thì đó bây giờ mình lấy cái bình bông cái này mấy chú có cho cái bình bông rồi. Thì thế này chắc nghe nghĩ cái bông đó mình trưng ở đây là cái cây nhiều quá còn mình quýt nữa nè, không biết làm sao chắc để thank you.
Dạ. Đây tất cả là Phật hết. Dạ. Các Phật nhỏ nhỏ. Come in. Ủa chú ơi, anh quên mất là thiêu hả chú? Thiêu. Nhưng mà cái hũ hũ cốt mình để đâu chứ? À, hũ cốt không biết thầy, có xin thầy để đây không biết gì. Làm lễ tại đây nhưng mà thiêu chỗ khác. À, cái hình ở đây là gì? Hình ăn linh tại chùa này nhưng mà thiêu là thiêu chỗ khác. Từ quê là sinh ngày 5 tháng 8, em cũng sinh ngày 5 tháng 8 nè. Sinh năm 72. Và mất vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Hướng dương là 51 tuổi. Rồi từ quê là cùng ngày sinh tháng đẻ, nhưng mà cái năm sinh không giống. Hôm nay tới thăm từ quê, hôm nọ là cái ngày mà lễ đám tang của Tường Khuê thì nghe phải đi show, là đi quay chương trình đó. Hôm nay thì mới về đây thì mọi người tranh thủ đi thắp nhang cho các nghệ sĩ, thì là nhang ghé thăm Tường Khuê luôn, cùng với em Tâm, với chị Lê Giang, là chị Phương Dung, Cát Tường. Hai chị em mặc y chang nhau à. Thành tâm một chút đi. Thì đó. Nãy em nói lộn, em tha chị thăm em, bây giờ em nói lại. Em thăm chị, em thăm anh. Em thăm anh một xíu, giờ tụi em đi. Rồi, anh về với Phật nha. Mới nãy mới nãy xưng là xưng chị thăm em. Xưng chị, thăm chị thăm em. Em thấp rồi, thấp một dạ. Đây là chị nè, hai đàn chị. Đó, đây là chị nè. Đâu, còn là Giang chứ là đàn chị, là Giang 72 mà. Mấy đứa nhất. Cái gì vậy? Bà xem bà sợ. Cái gì vậy? Hồi nãy tao nhìn, bảy nay cái tao nhìn mọi người cái vô mày giọng. Đó. Ừ, có đâu đi chùa đi chị mình có chị. Bây giờ ai xin gì mình cứ cho. Cho chị, cho em chị đi. Nhà lắm, đồ được nữa em. Không, cái lòng mà cứ. Vậy nhưng mà em vẫn kêu chị bằng chị. Giang là sinh năm mấy? Quỷ điểm gì vậy? Giang chị á, chị lì xì em 50 đô đi. Lý do chị lì xì em thì giờ đi trời Tây á, chị lì xì em cho có cái gì á. Chị còn em cái gì
Giang, nếu mà chị không có tiền đó, thì chị lấy một xoàn chị tặng Tường thôi. Không, em không có làm gì bao giờ, em đơn giản lắm. Bà ngoại, lấy bà ngoại. Lấy lọc, lấy bà ngoại. Trời ơi, nhờ nữa, tào lao nữa. Tới chị. Bà Giang. Tới chị. Chị, tới em. Tới chị. Bây giờ giàu mà phân chia quá vậy nè. Nè, tôi không có giàu luôn. Cái nhà 1 triệu nhưng mà trả có 200 mà. Bây giờ thì cũng là tao từ tao qua Việt Nam qua nè, đứng ra tao cho mày, mày thấy không? Tao rất là chị luôn. Tao không phải không xin tao mà tao giữ mấy tiền tao cho liền nè, ha, trong này có 80 đô cho 20 được không? Chị đừng, nói chung là kệ đi chị Nga cho em thôi, cho 60 đi cho đi. Thấy chưa? Chị thấy không? Nó đòi em 60. Không đi chia thôi. Tiền cho rồi rồi lấy nữa cũng nghĩ không. Không để mày chia mày cho nước. Chị kỳ quá. Trời mày vô duyên quá mày ơi. Chị mới là kỳ. Bởi vậy tao tự nhiên muốn ngủ nó làm cái mày liệu chị. Mày lấy lại. Bây giờ sao? Chưa bây giờ đã có Ai Di Đà Phật. Dạ. 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 Cho nó hai bánh đi. Kỳ á. Mày quên đi. Bây giờ hỏi quý vị xin xử với em vụ này, tự nhiên tiền lập chùa mà vô tới chùa không ra em là cái người thơ ra em xin. Trời ơi, bây giờ bà thôi em xin tù, bà xin cho tôi lại hai dạ A Di Đà Phật, dạ cho A Di Đà Phật để con lấy thằng này, con lấy A Di Đà Phật cho trái cam. Rồi thầy cho trái cam, thầy cho trái cam nè đó Tường. Để mình nè, đó. Mày về đi nè, nó là Việt Kiều, nó là ở Mỹ cho nên nó lì xì ba chị em mình đứa 20 đồng. Không có, tôi quên, tự nhiên tôi quên. Bây giờ tôi không có tiền. Lì xì kìa. Dạ, thầy cho con kìa. Con không có lấy trang thầy. Con không thích miếng. Trời ơi, đứa này Tường ơi, mày bậy quá. Bậy quá, chị biết bậy á. Nó là gì kìa, nó tặng mình. Đó, thấy không? Tức quá à. Ui, gì đâu á. Phải chia, phải chia. Quên, mày chia. Cái tháng em mày nói đi. Để nó đứng con 20, chị vô 20. Mày là người lấy rồi đó. Ủa, tao cho mặt. Ủa, đắt luôn. Đưa em rồi, tự nhiên bây giờ mấy thằng chị rồi. Thôi, con nghe lắm. Bây giờ lại 20 cho lại 20 đi rồi con để chị dễ sợ vậy đó. Chúc em ra lì xì chị 2 đô bay bay. Không cha em bị liều vậy đó, cái tấm em á. Tiền mày lì xì làm sao phòng của mày cũng có nghe. Không, cái tiền này nó vô túi nó hơn, có hiểu không? Thì mày đưa tao 20 đi. Em là hay bị liều. Ngày xưa đó. Cái nó đến cũng khắc đêm đó, nó nghe hồi giờ tôi kẹt tiền quá, bà có nhiêu tiền cho tôi mượn. Bây hả? Giờ đâu có tiền đâu, bây giờ nghe cũng đang mới vừa xây nhà xong kẹt tiền lắm. Cái nó nói bây giờ nghe có nhiêu, cái con móc ra có 5 triệu, nó có cầm 5 triệu đi luôn đây nè. Đâu có ai kêu, nãy giờ tắt rồi, mọi người tức quá. Nãy mọi người thấy nãy giờ em có gạt hay nghe gì không? Không, không có em, gạt, à, nhưng mà em đang xin tiền chị Lê Giang. Cái tự nhiên nó vô, nó nói để tôi cho bà. Cái tự nhiên nó móc túi ra. Cái tự nhiên nó được 60 triệu. Nó miệng, cái miệng nó nói luôn mà trời tôi review không. Không, tôi cho bà 60 triệu. Bây giờ tôi mới sực nhớ là bà Giang, bà Dung chưa có. Ủa trời bà ơi mày, cái đó là cái phước phần của em. Trời ơi yeah. Thì mày chia đi phước phần mày để em có phước là cái mày sống vậy không trời. Em tới đây em đã có phước đó đúng không chị Dung? Thôi đi ra xe đi. Rồi mày che YouTuber bên 3-4 cái máy YouTube mà bây giờ mỗi đứa này có lọc nữa. Trời ơi, lọc nè, tôi nè, tôi lấy cái 8 mà Dung mà dù chị mà lớn phải. Không phải, đúng rồi. Thôi chị Dung, chị Dung với chị Giang về nhà em tặng riêng. Đó thấy chưa, tặng nhiều tặng mỗi người 100 đô luôn á. Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Nha, em bị liệu. Và trong túi em bình thường nhiều tiền lắm. Sao tự nhiên em có 80 bình thường nhiều tiền lắm luôn á. Bây giờ chị bình thường là trong túi tôi á. Mượn đi, đặng nó cho em. Bình thường trong túi em á. Thế mà phải chi mà. Phải chi nó liệu á, nó cho tôi 40 cho hai người, 20 cũng đỡ nha. Trời sao lúc nào mày cũng tính hơn hết trơn á, mày là quỷ à. Cái nó cầm mà sao vậy, sao mày không cho tao hết 20 mà mày chừa lại 20 vậy? Thì 60 là lọc, người ta nói lọc mà tôi không muốn phát, phát mà qua mặt tôi sao? Mà trong đó là có 3 đứa. Thấy chưa, nó nói rõ ràng, nó cho em 60 nó có ý đồ luôn, đây là lọc. Rồi mày che YouTuber kìa, sao mày đứng ngang ngược quá.
Đây mọi người ơi, hôm nay đi được chưa chứ ồn chùa lắm rồi đó. Đã đi nha quý vị, ồn lắm rồi con ơi. Dạ, con đã được có lọc rồi đi về. Bây giờ nghe, đây là ba mặt một lời về nhà. Bây giờ nè. Nè, nó sẽ cho mỗi người 100. Không, em cũng sẽ cho mỗi người 60 tiếp. Đó, thấy cho chưa? Nó giống nhau hiểu không? Đúng, được rồi. Nhưng mà không, xong ba người phải gom lại cho em thành 200 được không? Không, thôi bỏ. Thôi đi đâu về có đâu, giờ làm sao mà chưa gom lại được. Tôi là chùm bị liệu bà không biết hả? Đúng. Ai xin gì là đưa hả? Hả? Ừ. Không anh nào mà chơi nha. Ai nói gì? Ai nói gì là nghe. Ai xin gì cho hả? Ai xin gì mà nói gì nghe. Nhưng mà trai nói thì tôi cũng không nghe lắm đâu. Bớt rồi, cái tính nó bớt rồi. Đi chút nữa mà cơ ngoại xin gì cho. Dạ cho luôn ngoại, để con cho ngoại. Ừ. Trời ơi, công nhận á. Tự nhiên mình đi tới chùa tự nhiên cái bà cắt tường bà ngồi bà xin lọc à. Đây là chùa Điều Ngự, hồi Tết thì Nga có đi cùng với lại mọi người tới đây hết mọi người. Vũ Quang Vinh là hay cùng với Thúy Nga với Leon Vũ. Rồi Tết là đi với lại Trương Minh Cường ở đây nữa. Giang ơi, giờ mình ra biển. Ê Nga ơi, bây giờ cái xe bển chở được không? Tại Tâm nó đòi về. Được, được, chở được. Hôm nay thì Thúy Nga cùng với mọi người đi được tới các chùa và viếng mộ của anh Chí Tài, nè, Má Ngọc Đáng nè, rồi Tường Khuê và ca sĩ Phi Nhung. Thì hôm nay là chùa cũng xế chiều rồi. Thì đây là một cái video ghi lại những khoảnh khắc mà tụi Nga tới viếng thăm chùa. Xin phép kết thúc ở tại đây và mong là quý vị khán giả xem thì cũng thông cảm là nghệ sĩ mà khi họp lại đó, đi chùa thì nói chung là cũng muốn cho những linh hồn vui vẻ siêu thoát, thì nên là tụi Nga cũng giỡn hớt một chút xíu, mọi người xem thì cũng bỏ qua ha. Thì Nga cảm ơn rất là nhiều. Bye bye. Tuấn Cảnh bây giờ biết sao. Rồi bây giờ Thúy Nga bye bye, tạm biệt cả nhà nha. Tất cả các YouTuber đang tập trung trên một xe rồi quý vị. A Di Đà Phật thầy ơi. Dạ con xin phép thầy con đi nha thầy. Độ hai con chó đẹp quá thầy. Dạ 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 dạ. Dạ A Di Đà Phật thầy. Dạ. Tụi con vô náo loạn chút, bây giờ xin phép tụi con đi nha thầy. Dạ A Di Đà Phật thầy.